bạn đã quay trở lại kênh YouTube GK Audio Minh Số. Hôm nay bên em nhận được đơn của chị Ngân. Đường chị có số điện thoại là 0975 3 số cuối là 798. Chị ở đội 4 thôn Thọ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Vâng, sau khi đây là đơn của anh chồng chị tên là Hai. Anh ở Đài Loan và có xem kênh YouTube GK Audio Minh Số ở bên nước ngoài, và anh có kết bên Zika đặt một cái vang ZKM 5 mic ạ, và một cái mic Supu. Vâng anh ạ, bên đây bên em đang test rất là kỹ trước khi gửi cho anh, và anh có cho địa chỉ của chị. Vâng, trước tiên em thay mặt công ty Zika Audio Minh Số thì cảm ơn anh đã tin tưởng ủng hộ anh nhé. Đây là bên em đang quay để test trước khi gửi cho chị ở nhà đấy ạ. Vâng, anh bên Đài Loan thì công việc cũng vất vả, và anh có gọi cho em lúc 10 giờ đêm ở bên Đài Loan. Vâng, thì anh có xem kênh YouTube tận bên nước ngoài đấy ạ, thì có rất là mê âm thanh, và anh có đặt để cho chị ở nhà hát karaoke. Anh có tâm sự là chị rất thích hát, thì nhà có cái âm ly Jaguar California, thì nhà có không được hay thì anh có mua thêm cái vang để hỗ trợ cho chị ở nhà hát karaoke ạ. Vâng, anh rất là tâm lý. Vâng, anh có đã đăng ký kênh thì anh nhớ theo dõi cái video này về sản phẩm của anh nhé. Vâng, thì bên em đang test rất là kỹ đấy ạ, thì nữa em sẽ hát thử cái mic của anh đặt cho chị ở nhà. Vâng, cái vang ZKM50X này bên em bán rất là chạy anh nhé. Thì tất cả những cái chế độ ở cái vang này là nhà máy đã mặc định sẵn rất là hay. Về chị bên em cũng có chỉnh cho chị ở nhà gì ạ, thì chị về chỉ việc cắm mic vào hát thôi ạ. Đấy, thì chị nhớ để cái chế độ này chế độ 5 chị nhá, hát có cả yêu chưa vừa rất hay. Các chế độ khác thì nó hơi khô, vì là các chế độ giọng thật để cho những cái phòng họp hay là hội trường người ta nói bằng mic để thông báo đấy ạ. Còn chế độ 5 để hỗ trợ hát rất là hay. Echo và reverb thì chị cứ để chế độ 5 chị nhá. Ở đây có hai phím này. Đấy, thì có 8 chế độ mic. Thì chị để chế độ 5 cho em. Đấy, rất là nhiều chế độ. Đấy, thì chế độ 5 nó tương ứng với một cái thông số ở đây ạ. Echo và reverb. Kết nối rất là dễ đấy ạ. Đây là tín hiệu đầu vào đấy từ máy tính này. Đây là tín hiệu đầu ra này. Bên em sẽ tặng chị ở nhà hai rắc Canon của Dao Hoa Sen để chị đấu xuống âm ly chị nhé. Đấy, chị không biết cách đấu thì chị có thể gọi điện cho Zalo cho bên Zika Audio Minh Số, thì bên em sẽ hướng dẫn cho chị. Vâng, sau khi kiểm tra rất là kỹ, bên em có dán tem công ty nhé, bảo hành 2 năm cái sản phẩm này cho chị ạ. Vâng, sau đây đây em đang kết nối với đẩy công suất liền vang, hay cũng có thể thay thế là âm ly để chị kết nối rất dễ. Vâng, và đôi loa tannoy đi ạ, và một cái sub đi ạ. Vâng, rất là cao cấp. Vâng, sau đây em sẽ hát một đoạn nhạc để chị nghe nhé. Đây cái mic đi ạ, rất là chắc chắn nhá. Anh Hai, vâng, anh tên là Hai và chị tên là Ngân. Vâng, đây ạ, hai sản phẩm bên em cũng vừa bóc ra xong để em test đấy ạ, vẫn đang làm đây. Sau khi kiểm tra rất là ổn định thì bên em bắt đầu mới chuyển đi ạ. Đây thì bây giờ em test đoạn nhạc karaoke cho chị đấy ạ. Lội bùn dơ băng băng lau lanh lanh xuyên đêm, sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh lạnh mê. Chim muôn buồn dù nhau bay về đâu, ngần ngơ lũ vượn gọi nhau. Nào những khi ôm em trong thế này, đọc mắt heo bao hư áo thở dài, nơi chôn xa buồn thương mê hoàng cánh. Em còn hiểu xa anh đèn từ sương mai. Mẹ biết bây giờ con ngồi hộp nhỏ gió hẹn mưa. Một khi con về quê ngoại xương, để mẹ nhắn nơi đâu
đi trường. Giờ đây con đường xưa còn đó, trong nhiều vợt gió ru buồn. Bận hành quân nên chẳng có thăm nhau, nhưng có nhau như hơi thở vào đời. Tóc em còn có thơ hương gò máy, để anh nói chuyện ngày mai. Bạn bè anh theo lớp tuổi ra đi, dòng đứa thân nghe tin chẳng trở về. Vâng, đây nha chị Ngân nhá, và anh Hai nữa. Vâng, cái vang của chị sau khi bên em test một đoạn nhạc karaoke thì khá là ổn định. Vâng, sau đây em xin phép chị là em mở ra và đóng vào hộp cẩn thận gửi cho chị theo đường bưu điện. Vâng, sau cùng thì em chúc anh chị và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc anh chị nhé. Vâng, chúc anh chị luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Vâng, chúc anh bên Đài Loan thì làm việc lúc nào cũng hăng say, nhớ về chị. Vâng, xin chào anh chị và hẹn gặp lại. Chị Ngân nhá, bên em đã bọc lót rất cẩn thận cho chị đấy ạ. Vâng, hôm nay chủ nhật, mai thứ hai em sẽ chuyển ngay cho chị nhá.